Lần đầu tiên Việt Nam có ngày không tiền mặt ngày 16 tháng 6 do Ngân hàng Nhà nước, Báo Tuổi Trẻ, Hiệp hội Thương mại Điện tử Vcom và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS phối hợp thực hiện. Hưởng ứng ngày này, nhiều ngân hàng tại Đồng Nai đã đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn đến với người tiêu dùng. Ngày không dùng tiền mặt như một nỗ lực thúc đẩy các hình thức thanh toán phi truyền thống, người tiêu dùng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như giảm giá, khuyến mại các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong ngày mua sắm này. Cụ thể, Sacombank sẽ tổ chức chương trình chạy bộ với các cự ly 3 km nữ và 5 km nam. Mỗi vận động viên tham gia chạy, Sacombank sẽ đóng góp 100.000 đồng vào hoạt động từ thiện. MSB Đồng Nai có chương trình tặng 100.000 đồng cho khách hàng khi nhập mã Pay trong chuyến Grab đầu tiên thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hoàn tiền từ 10 đến 20% khi sử dụng thẻ tín dụng MSB Visa Online khi mua sắm trực tuyến tới 300.000 đồng một tháng, tối đa 3.600.000 đồng một năm. BIDV cũng đẩy mạnh giới thiệu các chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng với nhiều chính sách ưu đãi hợp lý dành cho khách hàng mở tài khoản, phát hành thẻ hoặc chuyển khoản thanh toán hàng hóa dịch vụ, hóa đơn qua thẻ.